Nổi bật là tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất chủ yếu của thành phố Thanh Nguyên vẫn đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 40.570 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.646 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai tích cực. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh nhiều dự án công trình trọng điểm đã và đang được triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị thành phố theo hướng văn minh hiện đại. Đặc biệt, trong năm, thành phố Thanh Nguyên đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ ba và các hoạt động trước trong lễ kỷ niệm. Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thanh Nguyên để quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển ngay sau đại dịch thì tôi cảm nhận thấy sự phát triển, sự phục hồi của thành phố Thái Nguyên cũng rất là nhanh chóng, nhiều cái dự án, nhiều công trình uh, tiến hành đúng tiến độ và uh, đã hoàn thành trong năm vừa rồi, đưa lại cái đời sống kinh tế và uh, cái sự phục hồi sau đại dịch cũng rất là nhanh chóng. Chúng tôi cũng rất tin tưởng và sự uh, chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền ở thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thanh Nguyên đặc biệt quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống còn 0,61%, tỷ lệ hộ cận nghèo chỉ còn 0,68%, vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố Thanh Nguyên trao gần 6.400 xuất quà cho các đối tượng với tổng kinh phí gần 5,3 tỷ đồng trong đó gần 4,3 tỷ đồng là kinh phí từ ngân sách thành phố, còn lại là ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Bản thân tôi là một hộ nghèo ở tổ 1 phường Tức Duyên. Hôm nay là được sự quan tâm của các cấp, các đoàn thể, các nhà hảo tâm đã mang đến những món quà. Tôi rất là xúc động và rất là vui. Tôi sẽ nỗ lực để vươn lên để cho gia đình mình thoát nghèo ạ. Để tạo điều kiện cho thành phố Thái Nguyên có bước phát triển đột phá mới, Ngày 10 tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 06/NQ-TU về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây tiếp tục là tiền đề để Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo, quyết tâm xây dựng thành phố Thái Nguyên là đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng trung du miền núi Bắc Bộ có hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, người dân có mức sống cao. Mặc dù là xa thành phố Thái Nguyên chưa lâu, khi năm nay được về thăm lại quê hương, thăm, chuẩn bị đón xuân 2023, tôi thật phấn khởi thấy thành phố Thái Nguyên thay ra đổi thịt nhanh chóng. Tôi cũng mong ước Thái Nguyên chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa, đúng với kỳ vọng của Trung ương Đảng cũng như tỉnh Thái Nguyên Bình, đối với thành phố Thái Nguyên mình. Có thể khẳng định, với quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ chính quyền và sự tin tưởng kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn, thành phố Thanh Nguyên sẽ tiếp tục vươn mình phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là một trong năm cực tăng trưởng của vùng Trung du miền núi phía Bắc theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ chính trị.